Xin chào thưa cô và các bạn, mình là Thị Thu Phương và hôm nay mình quay video này để muốn giới thiệu lại cái phần bài tập Word mà hôm nay mình đã được học. Thì bây giờ mình sẽ làm luôn ở trên cái phần bài tập này và nói luôn cái phần kiến thức mà hôm nay mình được học nhé. Đầu tiên thì hôm nay mình được học cái phần này, Refusion. Thì thứ nhất là mình được học về phần tạo mục lục. Thì đây là một cái phần mà khá là quen thuộc đối với những bạn mà đã làm về Word lâu ngày. Ví dụ các bạn thường lấy máy thường xuyên hay là phải tạo những cái thư mục cho văn bản của mình thì cái vấn đề này không còn là vấn đề xa lạ nữa. Còn phần thứ hai đó chính là phần chú thích. Chú thích của cái văn bản này thì cái văn bản này thực ra là nó cũng cái phần chú thích ấy, nó cũng là một cái gì đó nếu mà chúng ta cần thì chúng ta đều phải chú ý tới. Ví dụ như là những cái bài ở trên wiki chẳng hạn. Mình sẽ gõ thử đây, ví dụ như là về một ông bất kỳ chẳng hạn đây, ví dụ ông diễn viên này chẳng hạn đây. Đây chính là những cái ghi chú mà mình muốn nói tới. Mình nhìn này, đây này, một đó, đây chính là những cái phần ghi chú mà hôm nay chúng ta sẽ được học ở trong Word. Thì mình sẽ thực hiện ở trên cái bài tập này luôn cho nó dễ dàng nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy một văn bản trắng trước đi. Rồi. Chúng ta muốn tạo mục lục thì đầu tiên mọi người hãy chọn vào những cái mục chính, sau đó mọi người ấn Add Text và chọn nó là level 1 chẳng hạn. Đây cũng sẽ là level 1. Đó. Đây cũng là level 1. Đây cũng là level 1. Đây cũng là level 1. Cái này thì mình sẽ đặt ở level 2 bởi vì nó là mục nhỏ hơn ở trong cái phần này. Đây. Hết rồi chẳng hạn. Và sau khi mà chúng ta đã chọn các level cho các thư mục xong thì mọi người hãy ấn đến một văn bản trắng và tích chuột vào đó. Có những cuốn sách thì họ đặt mục lục ở dưới, nhưng cũng có những cuốn sách thì họ lại đặt mục lục ở trên, tùy vào cái sự mong muốn của mình mà chúng ta sẽ có những chỗ đặt thư mục khác nhau. Thì ví dụ như mình muốn đặt ở trên đầu thì sau đó mọi người sẽ ấn vào Take up content này. Thì đây chính là những cái content hay là gọi là những cái thư mục mà họ đã ấy sẵn cho mình. Ví dụ heading 1, heading 2, heading 3, đây là cái cách trình bày sẵn để mà chúng ta có thể chọn vào là được luôn. Còn ví dụ mọi người muốn có một thư mục theo cái ý của mình thì mọi người có thể vào đây. Ví dụ đây là tích. Đấy, mọi người nhìn thấy sự thay đổi đúng không ạ? Đây. Nó sẽ khác nhưng mà mình vẫn thích các dấu chấm hơn thì mình sẽ để. Hay ở đây cũng có nhiều loại, mọi người nhìn kỹ này. Đó, nó sẽ có sự thay đổi ở trên các cái hình này. Hay chẳng hạn, nó rất là linh hoạt để cho chúng ta có thể sự chọn lựa làm sao cho nó thích hợp hơn. Đây, hay là đây còn là cái level. Ví dụ vừa lấy ấy, có 3 thôi ấy. Thì bây giờ mình có thể làm 4, 5 này. Đây là do cái nhu cầu của mình, đúng không ạ? Đó, thì đây, khi mình chọn thì nó sẽ ra như này, mọi người thấy chưa? Đây là cách chúng ta tạo mục lục. Tiếp đó chính là tới cái phần mà ghi chú mà mình vừa nói. Thì ví dụ cái từ lịch sử này chẳng hạn, mình muốn ghi chú cái thông tin của nó, mình sẽ ấn vào đây. Đó, mọi người thấy số 1 xuất hiện ở chỗ chữ lịch sử chưa? Đây này. Rồi, sau là mình nốt ở dưới này. Ví dụ lịch sử là một môn học bắt buộc chẳng hạn.
Đó, đây chính là một trong những cái lốp cái chú mà chúng ta thấy rất là nhiều, ví dụ ở trên wiki á, mọi người đọc thông tin là mọi người có thể thấy. Và bây giờ làm thế nào để chúng ta xóa được cái ghi chú ấy đi? Ví dụ đây, ở đây có một số ghi chú này, mọi người nhớ giúp vào đây là mọi người sẽ xóa nó ở đây đi, nhưng ở trên văn bản thì nó chưa thể xóa. Mọi người hãy tìm đến cái đấy, tìm đến cái số 2 đấy như thế này và ấn delete là nó có thể xóa đi cho mọi người. Đó là cách xóa. Và tiếp nữa là vẫn còn một phần ghi chú nữa. Ví dụ mình sẽ ví dụ luôn này, mọi người nhìn luôn. Đây mọi người hãy nhìn ở trong văn bản nó xuất hiện số 1 này chẳng hạn. Mình muốn nốt vào đây là cái thông tin này là của ai, ai là người nói ra, phát ra cái thông tin này. Thì ở dưới con này có một phần thông tin mình đã chuẩn bị rồi, và ở trong cái này nó có sẵn thì mình sẽ copy. Và bây giờ mình sẽ quay lại cái phần số 1 đấy, nghĩa là mọi người hãy có một cái thông tin sẵn như vậy. Bây giờ ví dụ này, mình bôi đen cái số 1 toàn bộ như thế này, sau đó thì mọi người chọn vào đây và add new, rồi nó sẽ ra một bảng như thế này. Đây là phần này để cho mọi người chọn, ở đây là sách, báo hay là một phần gì đó. Đây là phần ngôn ngữ chẳng hạn, thì mình sẽ chọn là Vietnamese. Rồi thì để cho tiện ấy thì mình cứ paste cái phần vừa nãy vào đây. Ví dụ đây là phần tên của tác giả, thì ở đây mình sẽ điền là Max and Angan. Mình sẽ điền thông tin này vào đây. Đó. Rồi này. Cái phần này là phần 5, thì ở trên có ghi 1995. Phần này là thành phố, thì mình có thể ghi là Hà Nội. Tùy vào cái lượng thông tin mà bạn muốn điền, không phải cái thông tin nào chúng ta cũng điền hết cái này. Mọi người nhớ cho mình như vậy nhé. Không không cần cái nào chúng ta cũng phải điền hết. Ở cái chỗ này có thể gì là mọi người có thể để nguyên ở cái chỗ phần title này, mọi người có thể để nguyên cái phần mà vừa mình copy, không sao cả. Thậm chí mình có thể để như vậy. Ví dụ ở đây mình ghi là chính trị quốc gia, đây là nhà xuất bản. Chỗ này chúng ta sẽ điền nhà xuất bản. Hoặc là một thông tin gì đó liên quan tới cái người sản xuất ra cái sách này. Đó. Chúng ta sẽ điền như này và ok. Mọi người đã thấy cái sự xuất hiện của nó chưa? Đây này, mình sẽ bôi đỏ nó lên. Đây chính là cái sự khác biệt. Và cái đây chính là cái phần ghi chú mà mình muốn nói tới. Thì cái phần ghi chú này mọi người nhìn kỹ nhá. Nó chúng ta cũng có thể linh hoạt thay đổi nó làm sao cho phù hợp. Đây. Nó sẽ có những cái sự thay đổi như này chẳng hạn. Thời gian đối với những văn bản dài hơn thì nó sẽ có sự thay đổi rõ hơn. Thì đó là toàn bộ những gì mà mình muốn chia sẻ trong video này. Và mình mong là với cái kiến thức mà mình chia sẻ thì mọi người sẽ có thể được học nhiều hơn, được biết nhiều hơn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.